Rồi hai đứa mày tính làm gì á? Thì nay em tính dẫn em qua đi chơi nữa nè. Chơi gì chơi, giờ này dắt xe đi. Giờ này chưa, giờ nghỉ ngơi người ta. Dắt xe vậy thì đúng không? Ừ. Tính qua mua 3-4 con sóc mà đuổi gì vậy? Cái gì? Tính mua 3-4 con sóc mà đuổi gì vậy? Vô đây, bữa nay em không có nghỉ chưa? Dẫn rồi đi về. Vô đây. Thả đi về. Nè, còn ba con này lấy hết giùm anh nha. Rồi sao em? Ok chị. Lại đem nói nghe nè. Sao? Nó hỏng vụ 15% đó. À. Em thấy nó kỳ kỳ. Thì chỗ nào nhiều lắm rồi. Anh lên cho em xíu đi. Thôi xong được 15% thôi. Không chịu đi qua chỗ khác à? 20%. Chị ơi, chị biết có chỗ này mấy sao? Nói nghe nè. 25%. Vẫn còn thiếu đồ anh ơi. Trời ơi, cứu tôi. Thức ăn cá. Chắc con này, cứu thằng con ta mà. À? Cái ghế này mày chừa cho tao ngồi đi. Ủa hồi nãy gì nghe 25% vậy? Trời ơi, tao kêu ông giảm cho mày 25% chứ gì, về lẹ đi, hỏi nhiều quá trời luôn à. Chạy đi.